Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 12 năm 2021, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi thân tháng 12 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi thân tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp. Xem từ vi tháng 12 âm lịch này cho thấy, với bạn tuổi thân trong tháng này may mắn được Nguyệt lệnh Lâm Đế vượng, điều này sẽ hỗ trợ đắc lực cho phương diện sự nghiệp của bạn có được sự rõ ràng và chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Con giáp này sẽ thấy mọi việc diễn ra được thuận lợi và suôn sẻ vô cùng. Bạn đạt được nhiều lợi thế lớn lao không chỉ nhờ may mắn mà chủ yếu là nhờ năng lực của bản thân. Một số dự án bị trì trệ hoặc gặp trục trặc trước đó đều được khơi thông ổn thỏa, trong tháng này một số người trong mệnh có được cắt tinh cũng sẽ gặp nhiều may mắn như trúng số, trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi. Trong công việc với bạn tuổi thân cũng sẽ vướng phải những sai sót, nhưng không những bạn biết các xử lý cho những sai sót gặp phải, mà còn ngay cả những sai sót phát sinh trong thời gian trước cũng được bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế. Nhờ vậy, bạn có thể được cấp trên đánh giá cao bởi năng lực của chính bản thân mình, được tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên trong tháng 12 âm lịch này áp lực công việc là thứ không thể thiếu. Chẳng có con đường nào tới thành công trải toàn hoa hồng, song với bạn tuổi thân dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn. Kể cả đôi khi bạn có thể đưa ra những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận khả năng của bạn là hoàn toàn có thật, được mọi người công nhận, cấp trên đánh giá cao nữa. Mặc dù khối lượng công việc cuối năm khá lớn nhưng không vì vậy mà bạn tuổi thân nao núng, bởi bạn biết cách phân chia mức độ ưu tiên cho từng hạng mục công việc và thực hiện tuần tự có kế hoạch, lộ trình rõ ràng. Có điều với bạn tuổi thân trong tháng này cần lưu ý, với mức độ cạnh tranh trong công việc ngày càng cao. Bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình, tránh lo chuyện bao đồng kẻo vướng bẫy thị phi ảnh hưởng đến chất lượng công việc và uy tín cá nhân. Nhìn chung, trong tháng này với bạn tuổi thân mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch của bạn, kết quả đạt được cũng rất tốt, hứa hẹn những mức đãi ngộ xứng đáng vào cuối tháng. Tuy nhiên bản mệnh sẽ phải vất vả, chạy ngược chạy xuôi mới hoàn thành được công việc chứ thành công không tự nhiên mà có làm tới đâu hưởng tới đó, vậy nên bạn đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Chỉ cần có quyết tâm thì sẽ có thể theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng và đạt được thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi thân tháng 12 âm lịch năm, 2021, về phương diện tài lộc. Trái ngược với những suôn sẻ trong vận trình công việc của bạn tuổi thân trong tháng 12 âm lịch này, thì với bạn lại khó tránh những chăn trở về vấn đề tiền bạc, vì tài vận trong tháng này không ổn định được như mong đợi của bạn trong tháng có nguyệt lệnh lâm đế vượng ở thân điều này chỉ đảm bảo cho bạn có nguồn thu nhập ổn định và vững vàng từ công việc chính nếu chăm chỉ và nỗ lực thì vẫn có mức thu nhập đảm bảo được cuộc sống hàng ngày đủ đầy tuy nhiên với bạn tuổi thân trong tháng cũng có nhiều hung tinh chủ hao tài là tiểu hao và kiếp tài vây hãm cho nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn Bên cạnh việc phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các kế hoạch chuẩn bị Tết thì con giáp này còn có nguy cơ gặp phải tranh chấp kinh tế hoặc bị kẻ gian lừa gạt khiến bạn mất tiền oan ức mà chẳng biết kêu ai. Đặc biệt là với bạn tuổi thân trong tháng này cần chú ý với những giấy tờ liên quan đến vấn đề tài chính, chớ nên tùy tiện ký tên vào khi chưa đọc và tìm hiểu kỹ những thông tin liên quan. Bạn cần xem xét kỹ từng điều khoản, tránh những cái bẫy mà đối phương thiết lập, có thể xin ý kiến từ những người có chuyên môn để không phạm sai lầm không đáng có. Đối với những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán có một tháng tất bật với hàng Tết, hàng hóa lưu thông tốt nhưng đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường cũng tăng cao. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Nhất là khi trong năm dịch bệnh tác động khá lớn đến cuộc sống của mọi người, kinh tế sẽ không quá dư giả, vì thế bạn chớ nên ôm quá nhiều hàng hóa có tính thời vụ kẻo đến xuất hiện tình trạng tồn kho, lỗi thời. Tốt nhất hãy nhập với số lượng vừa đủ, đừng tham lam quá mức. Tử vi tuổi thân tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tình duyên. Bước sang tháng tân sửu, vận trình tình cảm của bạn tuổi thân đang dần ổn định hơn trước, không có quá nhiều biến động hay chuyện buồn phiền. Cho dù là người độc thân hay người đã có đôi có cặp đều sẽ nhận được tin vui khi bước sang thời điểm tháng mới. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Những trải nghiệm ngọt ngào sẽ khiến đôi trái tim xích lại gần nhau hơn đôi bên đã hiểu nhau hơn và ai cũng biết cách để nhường nhịn nửa kia điều đáng mong đợi đó là trong tháng bản mệnh và đối phương sau một thời gian tìm hiểu sẽ bàn tính đến chuyện cưới xin niềm vui càng được nhân lên khi con giáp này nhận được sự ủng hộ của người thân bạn bè và mọi người xung quanh các cặp đôi yêu xa vẫn luôn giữ vững niềm tin sẽ có ngày lứa đôi đoàn tụ vì thế tình cảm ngày càng mặn nồng chứ không hề phai nhạt theo năm tháng với những người đã lập gia đình rồi vợ chồng luôn biết cách yêu thương và quan tâm tới bạn đời cùng nhau vun vén tổ ấm của mình không khí tết cận kề càng khiến cả nhà xung vầy ai cũng vui vẻ sắm sửa đón năm mới các bạn độc thân dù vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp nhưng không vì thế mà chạnh lòng thay vào đó bạn dành thời gian cho sự nghiệp cũng như quây quần bên người thân bạn không muốn gượng ép trong chuyện tình cảm nên cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên tử vi tuổi thân tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của người tuổi thân không có gì đáng lo ngại trong tháng cuối năm này. Bệnh nặng không có, bệnh vật cũng ít hơn. Có điều, vì dành toàn bộ thời gian cho công việc nên bản mệnh có thể lơ là chuyện nghỉ ngơi và ăn uống. Những thói quen xấu như bỏ bữa, tranh thủ làm việc trong thời gian nghỉ, ít chơi thể thao, sẽ sớm bào mòn sức khỏe của bạn. Do vậy, bạn cần phải quan tâm tới cơ thể mình hơn. Tuy nhiên, với bạn tuổi thân nếu muốn có một nền tảng thể chất khỏe mạnh, bạn nên hiểu là nếu chỉ tập trung vào tập luyện thường xuyên và ăn uống khoa học thôi thì chưa đủ. Tuổi thân cần chăm sóc cả giấc ngủ và cố gắng loại bỏ những căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống diễn ra mỗi ngày mới có thể cải thiện tình hình. Cẩm Nang Vượng Vận cho từng tuổi thân trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức khẩu quyết phương diện sự nghiệp có những biến chuyển tích cực khơi thông bế tắc quý nhân thìn mão tiểu nhân ngọ tuất màu sắc may mắn nâu xanh tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết được cấp trên đánh giá cao bởi năng lực của chính bản thân mình quý nhân thìn mùi tiểu nhân sửu mùi màu sắc may mắn hồng vàng tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết nhiều chăn trở về vấn đề tiền bạc vì tài vận không ổn định được như mong đợi quý nhân thìn hợi tiểu nhân dậu tuất màu sắc may mắn trắng tím tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết vận trình tình cảm dần ổn định hơn trước không có quá nhiều biến động quý nhân tị mùi tiểu nhân sửu ngọ màu sắc may mắn đen đỏ tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết cần chăm sóc cả giấc ngủ và cố gắng loại bỏ những căng thẳng hàng ngày. Quý nhân, hợi, ngọ. Tiểu nhân, mùi tí. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi thân trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại